Đồ Võ Thành Quyên xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Đồ Võ Thành Quyên đăng lên một video clip với một bộ sản phẩm, một chiếc bàn gỗ chất liệu gỗ bằng gỗ vụn có kích thước dài 2m17, rộng 1m07, cao 1m17. Sau đây chúng tôi nói trên chi tiết chiếc bàn thờ này. Chiếc bàn thờ này là bàn mai biểu. Dạ của nó là 4 phân. Đây cái dạ tiền, dạ 4 phân. Mở dạ tiền đây. Giữa một con rơi đang ngậm chữ phúc, chữ thọ đây. Phúc đây. Hai bên là hai con chim, hai bên là hai con chim. Và cành cây hoa mai. Chim đục rất nét, đục 100% một tay, đục thủ công, đục rất sắc nét đây, đục bồng bềnh đây, những con chim bồng bềnh mặn nhìn này, bông hoa mai. Tươi. Đây. Hoa mai đấy. Các bạn quả đào đấy. Vâng. Đầu chân bên phía chân này, chân là đục là đầu chân là một chùm nho, chùm lá nho. Dưới chân là hoa mai đào đấy. Hoa mai đào, chân hoa mai đào. Chân này, chân của nó là chân 24 các bạn. Vâng. Chân 24 đấy, hoa mai đào đấy. Phần cổ, phần cổ của nó là đi, cổ của nó là cổ hóa đang con rồng này, con rồng bên tay phải đây là con rồng. Con rồng đang trầu cuốn thư. Đây cuốn thư đây, giữa đây. Con rồng đang trầu cuốn thư đây, con rồng. Con rồng đang trầu cuốn thư. Khuôn mặt của nó là này. Về khuôn mặt đây các bạn nhìn này. Khuôn mặt đây của nó là 4 phần này. Rộng 10 này. Ván mặt hai lá này, rất vân này, các bạn nhìn này. Vân. Vân gỗ tự nhiên đây. Các bạn nhìn không? Có ván mặt hai lá. Vừa. Đấy. Cơ sở Thành Quyên còn nhiều mặt hàng. Đấy. Đây như cái bản tứ linh này các bạn nhìn sang cả cái bản tứ linh. Đây. Vừa. Quay luôn các bản tứ linh xem các bạn xem. Các bạn quý vị xem. Bản tứ linh. Đấy. Giữa có đầu phủ. Hai bên đây. Bên này là con nghê. Với con phượng. Bên này là con rồng. Đấy, bên này là con rồng. Nghi phượng rồng gọi là bàn tứ linh. Đầu chân của nó, cái chân của nó, chân là đầu phủ, dưới là con nghê, đầu tứ linh. Đấy. Cơ sở Thành Quyên có nhiều mặt hàng, kích thước mẫu mã là theo yêu cầu của quý khách hàng đây. Cả cái bàn này đang hoàn thiện, cũng bàn cây mai biểu. Cơ sở Thành Quyên nhiều mặt hàng tranh, các bạn này tranh tứ quý. Chanh đục rất nét. Đây chanh này. Tùng bên này, tùng, tùng trúc cúc mai. Vâng. Tùng trúc cúc mai. Đấy. Cơ sở Thành Quyên sản xuất tại nhà, không qua trung gian. Quý khách có nhu cầu mua sắm xin liên hệ đến cơ sở Đồ Võ Thành Quyên, địa chỉ số điện thoại 0 39 87 391 189 hoặc 0 38 6 521 393 hoặc địa điểm địa chỉ La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video clip này.